này có phải mới lên. Tay này được. Đéo phải nào, cái tay kia. Tay này thì... Cây với tay chỉ có cho mấy thằng đấy được. Cứ đề được không? Cái đề này. Mình làm nó phải đỏ ngoài. Đéo nhẹ, mỏng, cầm. Không phải xong, phải 30 phân đấy. Đéo phải nào, cái tay này. Cái rành rành này, kiếp nhỉ, leo kiếp. Chủ cây đi đâu mất rồi. Bé thì bé nó phải đủ vông, đủ tán, phải đủ số. Chứ còn nó không phủ. Xin sẵn. Cây này mọc một vườn, hơi rất nhiều. Có cái chậu này nó lạ, kiểu như cái nắp lục bình cắt ra, đúng rồi. Cái nắp lục bình cắt ra đó, cổ cây lục bình ấy, cắt ra là cái chậu đổ. Xem ở dưới nó có gấm xốp, nhẹ tinh. Cây này nó là cái gì ở trong Đà Lạt? Cây nó ở trên rừng đúng không ạ? Ở trong Đà Lạt, anh nhìn quýt rừng. Quýt rừng quả quanh năm không ạ? Đấy là đang ra hoa ra quả đấy. Quýt rừng từng lá nó to chứ lá bé. Lá nó như vậy là to lắm rồi nhá. Quả này chín ăn được này, màu tím. Quýt đã lành rồi, quýt rừng thì mình thấy nhưng mà thấy nó ăn được. Nếu đục ngắt kiểu gì được. Đây này được cái thân huyền này. Đẹp bệnh gốc rồi. Cây vậy quá. Cây quái đấy, cây thiên nhiên. Trơn và đi làm cái này. Cây này nó sống tải này. Mà chơi cái này có chơi kim quýt hay hơn. Xanh xanh thì đấy. Đúng điểm. Quýt quả đỏ, cái này quả màu chín màu tím. Yeah. Đúng điểm. Mong như kiểu mong mẹ về chợ. Trồng cây với thằng nói chung là đều là hàng bonsai nhiều gai. Đấy. Tại yêu sao mà sợ lắm. Mấy chục. Cây ngũ sắc này cũng quái. Cái đề này, cái đề này lên đường. Cái đề mấy đủ ấy. Cái đề 10 triệu. 10 triệu. Cái xi này bao nhiêu tiền bác? Con xi đây 6,5 triệu. 6,5 triệu. Cây này ngũ sắc nhỉ, lạ nhỉ. Như bác lần đầu lên đi chợ nhỉ. Vâng. Cây ngũ sắc thì bao nhiêu bác? Con đấy 1,5 triệu. Hoa này là hoa màu gì nhỉ? Hoa đỏ vàng. Đỏ vàng. Nghệ thuật đấy, rất nghệ thuật. Không mặn mặt này được. Nó được mặt. Nó đấy, được hai mặt thì nó mấy hoa. Triệu. Đấy, mặt thì nóng khổ hết, nhiều rồi. Đấy là gọi là tân mua, gọi là đắt lắm, hết giá. Cây hoa rất là hay. Cây tân mua đẹp, bóng lanh, sống mặt như nhau rồi mà năm củ à, cái chuyện tất nhà. Cái xi đây. Vừa báo giá tôi cũng chẳng nhớ đâu, nhưng mà các bác xem lại lúc đầu video vừa báo giá tôi quên rồi. Đây, tôi hỏi thế nào vậy? Ừ, cũng đá, khá là nghệ thuật. Bây giờ nó biết bỏ nó bán lai chín, bây giờ nó bán lai chín. Chứ nó biết khách mua của nó một vài lần, nó biết nó mua cây nào, nó cũng mua cây nào. Đấy, ông bà bán cho ông bán đây, ông quay đầu về. Thực ra nói thì tất nhiên cây giờ giá nó đắt lên. À, liền. Nó là một thân chứ không phải hai thân ghép đâu. Vừa nhìn mặt kia tưởng hai thân nhưng nó là một thân đấy. Này. Lá mà cái chỗ này nó xòe xòe tí nữa nhỉ. Nó có cảm giác như nó vững chãi so với được cái thân này, nó không bao giờ có cảm giác bị đổ thì tuyệt vời. Thế thì cầu kỳ quá. Sắc vàng đỏ. Cái rành rành này bấu lên cái gì đây mà tiếp. Đây là cũng chỉ là đất thôi đâu. Đây là kiểu như vực. Các bác tưởng tượng cái bờ ao này, người ta sắn một phát xuống đây. Đấy, bao năm tháng cái rễ nó này, chứ không phải là thân thôi. Thân nó chỉ đấy, gốc chỉ đấy. Sắn một miếng đất. Đấy, rễ cám của nó bết vào đây. Đấy, thì nó giữ được cả một khối đất như này và xuống, ăn xuống như này. Ừ. Lại. Đấy là 3 năm. Đấy, bây giờ mới được 3 năm. Ở đây. Để. Anh phải chơi cả đời. 2-3 năm thì... Một tay hơi nặng xíu, cố được. Rất mỏng, rất hay. Nhưng theo cái an kia thì bê một tay nhẹ. Cái hang này rất là độc đáo, xi măng cũng độc đáo, và chân rất là điểm.
ở trên này đâu. Mình thích nhưng mà dạo này mua cây nó hơi bị lom rom quá. Phải nói là không có tiền mà để mà bung chứ không phải là lom rom. Có đâu mà tính được bằng lom rom. Có tiền mà không mua mới gọi là lom rom. Mình không có để mà lom rom. Đấy. Đây. Để không có lối vào, xoay ở đây. Đấy. Thế mình chưa phê đề nào quá. Các bạn là phê đề đẹp, nó ít lắm, khó. Khó, nó không như xanh xi. Tức là cái dòng của nó không phổ biến được bằng, tất nhiên nó rất nhiều nhưng mà cái độ tạo tác của dân gian trong dân gian cái đề là nó ít hơn. Thứ hai là làm nó cũng lâu hơn. Thứ ba nữa là thực tế một cái đề mini nó đẹp ít, nó luôn là ít. Chưa biết bác chủ này tên là gì, quay ở đây để biết được các bác hôm sau mà lên đây có dịp lên đây có duyên thì là gặp các bác gặp nhau, tôi tí nữa làm quen sau. Bây giờ bác đang bảo đây có con nghe bác chủ đây, chẳng biết tên là gì, thì mẹ đấy là xong cái khu mà VIP nhất rồi, bây giờ là sang đây. Thân cũng khỏe này. Ê của anh à? Hay quá nhỉ. Bao tiền đấy anh? Rồi ra. À. Bao tiền đấy? Cái bản 12 triệu. 12 triệu. Cái này kiểu như trong một cái bình vôi nhỉ? À. Đâu rồi trước rồi vì ăn khác. 12 triệu. Đấy, bật. Que xương rồi đấy. Quay con 5 liền. Có cần đọc số không anh? À, có cần đọc số không? Của anh 0906 0906 123 123 882 882. Sáng lại có tí rồi sao? Thơm lắm. Đang vừa đi hai anh em đi uống bia rồi. Thơm lắm. Men hồng. Đi men về cởi áo ngay. Đây đang ở chỗ. Cái lọ này vừa kiếm đâu bây giờ? À, cái lọ này này. Lọ vừa kiếm. Anh vừa mua. Hay đấy nhỉ. Có lỗ không? À, có lỗ. Còn lỗ. Ừ, à người ta cắt đi. Tiên cảnh phết đấy nhỉ. 12 triệu. Đây của bác Thân. Thân An Khánh. Đấy, mưa không ướt, không ướt đầu dưới đâu. Nắng không tới mặt. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Này sau cho cái okay. Cây xanh này thì bao nhiêu? Cái này bản 12 triệu. 12 triệu. Cả con này này. Con này chắc mềm hơn. Con này chắc mềm hơn. Con này 25. 25 à? Ừ. Đăng nhất. 25 triệu. Hôm nay thế là chở được 3 cây đi. Vừa đấy. 25 à. Coi ơi. Đây ơi. Ở đây à. Giúp cả một xe hôm nay lên cái khủng này ghê đấy.
Của anh Lực à? Ừ. Đây là làm một cây độc đáo nhất chợ mang lên ấy. Con này thì giá như nào anh? Tầm hơn 200. Hơn 200. Phạm Minh Lực. Phạm Minh Lực. Tập số luôn này. 0976. 0976. 556. 556. 448. 448. Tầm 2 lít. Tầm 2 lít. Tầm 2 lít. Đấy, ký đá rất nghệ thuật. Kiểu như là tản vân ấy. Chất liệu xanh đen điền. Đấy, cái khoảng ở chợ nó có cái cây mấy trăm xưa. Chở một cây đi thôi. Cả xe này hơn cả cái cây này hơn cả tiền cái xe. Này, kiểu đục mà, đục móc nhất này. Điệu đà hết đấy. Có tay nghề đục. Hai ba bốn năm thân. Ngũ lão Giang Đình. Ơ, anh à. Hôm nay xuống từ đây đấy. Đấy. Đâu ấy thấy bảo ở nhà nhiều cây lắm không? Có mấy cây tiên đẹp quá. Lâu lắm em không về. Ừ. Hôm trước về cắt tí lại đi luôn. Bận quá. Nhưng mà vào la cô chứ. Vâng. Quanh. Vâng, ok anh. Tí nữa làm cái nước. Chỗ nào có bà cháu chơi. Đấy. Này, các bạn nhìn đã chia bông cắt giật hết rồi. Cây này đang dần dần hoàn thiện thôi chứ không có quá phôi nữa, mà nó là họ đã chơi hòm hòm rồi, có khung rồi, đại loại thế. Từ dị sắc là có khung rồi, nó không phải là phôi cụ, có khung rồi. Bộ đá làm thế này là ngày xưa là làm đá này là cũng rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Xưa phân này, con này chắc nhiều trăm triệu. Riêng cái công ty đá này đã 10 triệu rồi. Đấy, cây to các bác xem xa chút nhé. Ok các bác, như vậy là có một cây rất giá trị đang ở chợ. Về mặt tiền các bác theo dõi nhé.